Thôi để anh mở ra cho các em nha. Lên kế hoạch đi qua nhà siêu nhân nhà để bắt cóc hết những bạn chó của họ. Đầu tiên là hai chiếc xe này. Ta đã cho chiếc xe này vô hộp rồi. Tiếp theo là một bạn robot. Bạn robot này cũng đã vô trong hộp rồi. Ta sẽ cho chiếc xe công nông này vô hộp luôn. Đấy. Biến hình xe tải khổng lồ. Không có nhà, ta sẽ đi qua nhà siêu nhà đây. Let's go. Nhà siêu nhà thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn chó cứu hộ. Các bạn chó cứu hộ ơi, hôm nay xe ben siêu to khổng lồ mang tới cho các bạn chó cứu hộ 3 hộp đồ chơi rất là đẹp luôn nè. Xin chào bạn xe Ben. Nhưng bạn xe Ben này là ai vậy? Tụi mình chưa gặp bạn bao giờ. Nhìn bạn lạ quá à. Mình là bạn của siêu nhân nhện. Rất là lâu rồi mình chưa tới nhà siêu nhân nhện chơi. Hôm nay có dịp tới nhà siêu nhân nhện chơi, mình đem những hộp đồ chơi này đến đây tặng cho các bạn chó cứu hộ nè. Go go go. Thì ra anh là bạn của anh siêu nhân nhện hả? Anh siêu nhân nhện đi tập thể dục rồi anh ơi. Tí nữa anh siêu nhân nhện mới về, anh cứ vô nhà chơi đi nha. Siêu nhân nhện vắng nhà rồi hả? Không sao không sao, anh có thể đứng đây đợi được. Nhưng mà em ơi, anh có những món quà cho các em nè. Wow, những cái hộp đồ chơi này to và đẹp quá à các bạn ơi. Em cảm ơn anh xe Ben nhiều nha. Món đồ chơi đẹp đến như vậy luôn đó. Những cái hộp đồ chơi này nhỏ xíu à, có cái gì đâu mà. Thôi để anh mở ra cho các em nha. Những bạn chó cứu hộ hãy ở ngoan đây đi. Bây giờ ta sẽ mang các bạn đi giấu. Bip 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 bip. Một hai, tập thể dục buổi sáng các bạn ơi. Chúng ta tập thể dục buổi sáng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta nha. Tiếp tục nào. Một hai, bip bip bip. Anh siêu nhân nhện ơi, bip bip bip. Anh siêu nhân nhện ơi, những bạn chó cứu hộ của anh đã bị bắt cóc hết rồi. Hả? Cái gì? Em nói sao? Những bạn chó cứu hộ của anh đã bị bắt cóc hết rồi hả? Ai dám bắt cóc những bạn chó cứu hộ của anh? Em không biết nữa anh ơi, có một bạn xe ben rất là to đi vô tặng quà cho những bạn chó cứu hộ. Bạn đó kêu là bạn của anh và sau đó bạn nó bắt cóc hết những bạn chó cứu hộ đi rồi. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ về nhà điều động những bạn xe công trình đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nha. Bip 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 bip. Đi về nhà thôi nào. Này các bạn xe công trình, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng. Những bạn chó cứu hộ đang gặp nguy hiểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lại những bạn chó cứu hộ nha. Rồi bạn xe cẩu và bạn xe ben hãy cùng nhau đi tìm lại những bạn chó cứu hộ đi nha. Let's go. Pip pip pip. Ta sẽ chở những bạn chó cứu hộ này về nha. Hãy mở cửa ra cho ta nào. Bây giờ ta sẽ đổ những bạn chó cứu hộ này ra. Ben xuống hết. Bỏ những bạn chó cứu hộ này vô đây. Đây là nhà của ta. Biến hình bàn tay ma quái. Bùm chiêu. Bùm chiêu. Cuối cùng ta cũng đã bắt cóc hết những bạn chó cứu hộ về nhà của ta rồi. Bây giờ ta sẽ cất giấu những bạn chó cứu hộ này lại.
Để xem coi siêu nhân nhà có tìm ra được những bạn chó của hộ nằm đây không. Ta đi đây. Bùm. Bip 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 bip. Đi tìm lại những bạn chó của hộ thôi các bạn ơi. Bip 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 bip. Ồ các bạn ơi, ở đây có cái gì nè các bạn. Ồ ở đây có hai chiếc xe các bạn ơi. Wow, đâu, mình lấy ra coi. Ồ, đây có hai chiếc xe gì nè. Ồ, lấy ra nha các bạn. Wow, đây là một bạn xe cần cẩu á các bạn. Ồ, xe cần cẩu này màu xanh nha. Ồ, rồi, để đây. Còn bạn này nè các bạn ơi. À, bạn này là xe cứu hỏa các bạn ơi. Ồ, hai bạn này sao tự nhiên ở đây ta. Ồ, ở trên này cao quá các bạn ơi. Ồ, có những cái lá xếp chồng lên nhau rất là cao luôn. Rồi bây giờ hai tụi mình sẽ vô trong đây kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô đây cào hết những cái lá này ra nha các bạn. Ồ, chạy vô các bạn ơi. Ồ, cào ra. Wow các bạn ơi. Ồ, bên trong này có cái gì nè. Ồ, có thêm một cái hộp. Ồ, hộp đồ chơi các bạn ơi. Rồi, ở trên này còn những cái lá nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cào ra luôn nha. Đó, cào ra. Lấy những cái lá này ra hết nha các bạn. Wow, bên trong này còn rất là nhiều hộp đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Đó, lấy hết ra nha. Đó, cào những cái lá này ra nè. Wow, các bạn ơi. Ồ, đây có rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Ồ, ở trong này có cái gì nè. À, mình đã thấy một bàn chó cứu hộ nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây là bạn Maxo đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái hộp này ra hết nha. Ồ, lấy ra. Rồi chúng ta bỏ qua nha. Rồi tiếp theo, đây nữa các bạn ơi. Ồ, lấy ra hết luôn. Wow, bên trong này còn rất là nhiều nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy ra luôn. Ồ, ở đây có chiếc xe trộn bê tông nè. Rồi, lấy ra hết luôn nha các bạn. Rồi còn đây có rất là nhiều hộp luôn các bạn ơi. Ồ, lấy ra luôn. Rồi còn đây nữa các bạn. Ồ, cái hộp này rất là to luôn ha. Rồi lấy ra luôn nha các bạn. Có cái gì đây? Ồ, một chiếc xe cẩu. Rồi còn đây nữa các bạn. Đây là một cái hộp gì đây. Rồi lấy cái lá ra coi. Ồ, vén cái lá ra. Wow các bạn ơi, mình cũng đã tìm thấy những bạn chó cứu hộ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra hết luôn nha. Mang ra nha. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu những bạn chó cứu hộ và giải cứu hết những món đồ chơi đang nằm trong hộp này ra nha các bạn. Lấy ra nha. Wow, sẽ lấy những chiếc xe này ra. Wow, mình coi, đây là những chiếc xe gì nha các bạn. Đổ ra hết nha. Rồi, đầu tiên, đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu múc cát này rất là đẹp luôn nè. Có cái cần cẩu múc cát màu vàng nè các bạn. Đẹp quá ha. Rồi, để đây. Tiếp theo, đây là chiếc xe gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe bồn. Chiếc xe bồn rất là đẹp luôn. Rồi, mình để chiếc xe bồn qua một bên. Đó, mình đã giải cứu những bạn xe này ra rồi các bạn. Rồi tiếp theo, đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Đó, chiếc xe trộn bê tông này có cái bồn trộn bê tông đẹp quá ha các bạn ha. Ở đây có một anh tài xế nè các bạn. Đó, anh tài xế này mình có thể đụng vô được luôn á các bạn ơi. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi tiếp theo, đây là một chiếc xe ben nè các bạn. Đó, chiếc xe ben này đẹp quá ha. Đó, có cái thùng ben màu cam nha các bạn. Đầu cabin thì màu vàng nha. Rồi để chiếc xe ben này qua một bên luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Đó, lấy ra nha các bạn ơi. Rồi đổ ra. Wow. Ô, các bạn ơi, ở bên dưới này á có thêm một bạn gì nữa nè. Đây là bạn Zuma. Rồi mình sẽ lấy Maxo và Zuma ra nha. Đây là Maxo của chúng ta nè. Rồi mình sẽ để trên này nha. Rồi tiếp theo, đây là Zuma. Chúng ta đã giải cứu được hai bạn chó cứu hộ rồi các bạn. Rồi để zoom màn qua bên luôn. Đó, rất là nhiều món đồ chơi luôn nè các bạn. Rồi đầu tiên, đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe ben các bạn ơi. Chiếc xe ben rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cho qua đây. Rồi còn đây, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Wow, đây là chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát đó các bạn. Rồi mình để đây nha. Những chiếc xe này có thể lắp ráp vô thay thế được những cái phụ kiện này đó các bạn. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn này ra khỏi cái hộp này luôn nha các bạn. Không biết ai là người nhốt những bạn này vô đây ha các bạn ha. Wow. Đây là một bạn xe công nông nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy bạn này ra coi. Wow, các bạn ơi, bạn xe công nông này đẹp quá các bạn. Wow. Wow, chiếc xe này có tiếng luôn các bạn ơi. Ồ, có đèn luôn nè. Đó, có đèn rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, có đèn đẹp quá các bạn ơi. Rồi mình nhấn đây là có đèn, có âm thanh đó các bạn. Đó,
hay quá ha. Oh, chiếc xe rất là đẹp luôn ha. Wow. Chớp đèn luôn rồi các bạn. Xe công nông này chơi rất là hay luôn á các bạn ha. Rồi mình sẽ để chiếc xe công nông này qua một bên nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, thấy những bạn này ra. Wow, đổ hết rồi các bạn ơi. Hai bạn này té đây luôn nè. Rồi mình sẽ lấy cái bạn robot này ra luôn nha. Giải cứu bạn robot này ra luôn. Cho bạn robot này đứng đây nha. Rồi còn đây, đây là hai bạn chó cứu hộ của chúng ta nè các bạn ơi. Đây là bạn Jay nè các bạn. Bạn Jay cũng bị nhốt trong cái hộp đó luôn nè các bạn ơi. Còn đây, đây là bạn Rocky nè. Rồi mình sẽ cho hai bạn này qua một bên luôn. Mình đã giải cứu được bốn bạn chó cứu hộ rồi đó các bạn. Còn bạn robot này nữa các bạn, rất là đẹp luôn ha. Đây là chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Rồi còn bên đây á, là một chiếc máy bay. Cái chân của bạn này á, là một bạn xe cứu hỏa nha các bạn. Xe cứu hỏa rất là đẹp luôn. Còn cái thân của bạn này á, là một bạn xe cứu thương. Cho bạn robot này qua đây nha. Đứng chung với bạn xe cẩu mút cát nha các bạn. Rồi ok, tiếp theo các bạn ơi, chúng ta có hai bạn chó cứu hộ đây nè. Rồi lấy hai bạn chó cứu hộ này qua đây. Hai bạn này á, bị nhốt trong một chiếc xe công nông á các bạn. Rồi mình sẽ lấy ra luôn nha. Lấy ra. Ở đây chúng ta có bạn gì đây các bạn? Đây là một bạn Sky các bạn ơi. Wow, bạn Sky này đẹp quá các bạn. Bạn bị nhốt chung với bạn gì đây? Rồi, để Sky qua đây coi coi. Chúng ta sẽ coi bạn này bạn gì nha. Đây là bạn Robo. Rồi, chúng ta đã giải cứu hết 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là chúng ta đã giải cứu xong 6 bạn chó cứu hộ rồi các bạn ơi. Hai bạn chó cứu hộ đó bị nhốt trong cái xe công nông này nè các bạn. Wow, chiếc xe công nông này á, màu đỏ nè các bạn, rất là đẹp luôn ha. Rồi, mình coi đằng sau coi bạn chở cái gì đây. Đây là trái dâu các bạn ơi. Trái dâu và trái gì các bạn? Đúng rồi, đây là trái chuối nha. Rồi, mình sẽ cho lên đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ giải cứu tiếp nha các bạn. Ở đây chúng ta còn một cái hộp gì nữa nè các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy cái hộp đó ra luôn nha. Đó, bỏ xuống các bạn ơi. Rồi, mình sẽ mở ra coi coi. Wow, bên trong này không biết có cái gì không. Hình như có một chiếc xe các bạn. Rồi, lôi ra các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Rồi, lấy chiếc xe này ra. Đó, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe ô tô chở theo một chiếc xe đua các bạn ơi. Wow, có âm thanh luôn các bạn. Có tiếng nổ máy luôn nè. Hay quá à. Ở đây có đèn chớp nè các bạn. Đèn chớp luôn nha. Rồi ok, mình sẽ để đây. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chiếc xe này nha. Ở đây có cái nút gì nè các bạn, nhấn thử coi. Đây là cái nút để nâng chiếc xe này lên đó các bạn. Đó, nâng lên nè. Hay quá các bạn ơi. Nâng lên, nâng lên. Rồi chúng ta hẹn hạ xuống nha. Đây, nhấn đây hạ xuống nè. Hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho xe chạy xuống nha các bạn. Chúng ta sẽ vặn đây nha các bạn. Wow, chiếc xe này chạy xuống luôn các bạn ơi. Hôm nay chúng ta đã giải cứu được 6 bạn chó cứu hộ của anh siêu nhân nhện rồi các bạn. Và giải cứu được rất là nhiều xe đồ chơi luôn nè. Rất là nhiều xe đẹp luôn ha. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã chiều rồi, mình cũng phải về nhà ăn cơm, học bài và làm bài tập nữa. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.